tìm ra một lối thoát cho bản thân mình và anh ta đã thoát, anh ta thực sự đã thoát rồi. Ô, Jack dịch chuyển này. Jack đang dịch chuyển ra khu vực đường giữa này, bọc đầu Senna. Và Senna lại đổi hướng. Vòng vèo tốt nhưng vẫn trong tầm tấn công của đối phương, làm choáng, nó trượt nhưng Threat tới nơi rồi và chắc chắn đó là điểm hạ gục và nó dành cho Jack chấm dứt 400.